Xin chào các khán giả của kênh Thể thao 5.1 và các member của group Thể thao 5.0. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng Mr. Jackie phân tích và nhận định về trận đấu giữa Manchester United và Everton vào lúc 18h30 ngày 8 tháng 4 năm 2023. Manchester United đang hướng đến mục tiêu 3 điểm để xây chắc ngôi vị trí thứ tư và tăng khoảng cách với những kẻ bám đuổi khó chịu như Tottenham Hotspur hay Brighton Hove Albion. Đây là mục tiêu tương đối dễ dàng khi mà The Toffee chưa đủ đẳng cấp lẫn đội hình để có thể cản được đội bóng thành Manchester trên sân Old Trafford lúc này. Lòng tự ái của các cầu thủ Manchester United đã bị động chạm khá nhiều sau thất bại với tỷ số 0-2 trên sân của Newcastle United ở vòng 29, bởi vậy chiến thắng mới đây trên sân nhà trước Brentford ở trận đấu bù vòng 25 đã cho thấy sự vực dậy của Quỷ Đỏ. Và qua đó tiếp tục lấy lại hình ảnh trong mắt cổ động viên đội nhà cũng như đồng thời giành trọn 3 điểm để giữ được vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Hơn thế nữa, Manchester United cũng đang có được 2 chiến thắng liên tiếp gần đây trên sân nhà và có một trận trong số đó với cách biệt từ 2 bàn trở lên, đặc biệt ở 2 trận sân nhà gần nhất thuộc Premier League thì họ còn giữ sạch lưới. Everton đang là một trong 3 đội bóng có thành tích thi đấu xa nhà kém cỏi nhất giải Ngoại hạng Anh từ đầu năm 2023 đến nay, khi họ đã có 6 chuyến làm khách không thắng, thua 4, hòa 2. Và trong đó gần đây đoàn quân của huấn luyện viên Son Dyche cũng không thắng trên sân của cả những đối thủ có phong độ yếu kém như Nottingham Forest hay cả đội đang đứng thứ 15 như West Ham United. Đáng chú ý hơn nữa, có đến 4 tháng 6 trận xa nhà vừa qua hàng công của Everton đều không nổ súng và 3/4 trận thua trên sân khách từ đầu năm 2023 đến nay thì đoàn quân của huấn luyện viên Son Dyche đều để thua trắng mà không có bàn danh dự. Manchester United toàn thắng 2/3 lần gần đây tiếp đón The Toffee trên sân nhà đều với cách biệt ít nhất từ 2 bàn trở lên. Không những thế, trận nào hàng công của Quỷ Đỏ cũng có ít nhất 3 lần chọc thủng lưới đội bóng vùng Merseyside. Lựa chọn sáng nhất trong cặp đấu này là Manchester United chấp một trái cả trận. Chúc các anh em may mắn!